Sài Gòn Vlog xin được chào toàn thể quý anh chị. Và trước mặt chúng ta chính là nhìn ra bờ sông Thủ Thiêm nha anh chị. Bờ sông Thủ Thiêm. Và hôm nay em đi hơi bị ngược anh chị. Em đi phía sau con rồng đi tới à. Rồi, đây chính là đường Hoa Nguyễn Huệ. Và mình đi phía sau con rồng đi tới nha. Hai cái đầu con rồng á, là nằm phía trước đầu kia kìa. Còn đây là phía sau. Ok, và giờ mời anh chị cùng đi từ phía sau đi tới trước nha. Đông anh chị, rất là đông luôn. Để chụp được một tấm hình rất là khó khăn ha, bởi vì lượng người đi qua lại đông quá. Để mà chụp được một tấm hình rất là khó khăn luôn anh chị. Thank you.
Lấy cái tay xuống nút coi. Ôi. Ba chụp bướm cho nó kìa. Vô đây. Qua đây là. Thank you.
Cây mai rồng Việt kỷ lục quốc gia anh chị, vẻ đẹp vĩnh cửu trường tồn với văn hóa dân tộc. À, đây là những cây mai rồng Việt kỷ lục quốc gia. Mimi ăn ngon không? Dạ. Không. Mimi.
chồng gì á. Ngoài đường. Đưa. Nhiều nè, dưới đây bông đẹp lắm.